số 4 Thái Sơn và số 9 Văn Vũ. Trên băng ghế dự bị của ca thủ Thuận Bắc có sự có mặt của số 7 Anh Dũng và số 15 Anh Linh. Trong đó màu của ca thủ Thôi Sen và vấn công và đối mặt dành cho ca thủ Thôi Sen. Rất đáng tiếc tình huống vừa rồi đối mặt nhưng bóng lại chạy sang ngoài. Có lẽ là một pha bỏ lỡ mà khiến cho các cổ động viên của Thôi Sen phải bất ngờ. Bên cánh phải dành cho các cầu thủ của Thuận Bắc. Cú đá rất khó chịu. Bóng lỏng quy định rất táo bạo đến từ số 10 Anh Bằng. Đường chuyền rất tốt. Đó là vừa Văn Trung. Thứ nhất đó là cơ hội thứ hai mà hàng tiền đạo của ca thủ Thôi Sen bỏ lỡ. Thôi Sen đang tỏ rõ là họ đang muốn nắm. Nỗ lực tấn công dành cho ca thủ Thôi Sen vẫn là cánh phải quen thuộc. Sau đó bóng được đưa vào trung tâm. Solo gọi khoảng trống đây. Cú đá không thể vượt qua được hệ thống phòng ngự số đông của ca thủ Thôi Bắc. Hãy cẩn trọng. Đến lượt các cầu thủ Thôi Bắc có câu trả lời. Một pha bóng rất thoáng. Cả hai đội bóng vừa có tình huống ăn miếng trả miếng về phía thành của nhau. Còn đây là tình huống trước đó của các cầu thủ Thôi Sen. Xử lý hay nhưng đường chuyền vào lại quá mạnh. Những pha xoay sở mang tính hô hứng rất cao. Pha bóng lên của Văn Quyến. Văn Ngư vẫn còn. Đường xoay sở dành cho số 2 ở là cánh trái của Thôi Sen, một người thi đấu rất cơ động. Đó cũng là người đã là cầu nối để cho anh em ekip truyền thông Đô Vi có mặt tại Văn Trạch để phục vụ cho bà con Thôi Sen. Cú đá
quá thiếu chính xác. Bóng này điểm rơi bóng chưa tốt, cơ hội của Thôn Bắc chỉ có hai cầu thủ áo đỏ trên hàng tấn công nguy hiểm. Không nhiều khoảng trống cho Văn Vũ. Chúng ta có thể thấy được là sự cơ động của các cầu thủ Sen trong hệ thống phòng ngự. Khi gặp có thế thì các đội đã hỗ trợ cho nhau một cách rất nhanh chóng. Lợi thế tấn công cho các cầu thủ của Thôn Bắc. Cú đá rất nguy hiểm. Như vậy là có bàn thắng dành cho cao thủ của Tôn Bắc. Cú đá từ xa vừa rồi đến từ cầu thủ mang kéo số 6 Văn Khánh. Trước đó là một cầu thủ của họ bị đau. Tuy nhiên thì với cao thủ của Tôn Bắc họ có quyền lợi thế. Cú nhiều bóng lại tuyến hai và dứt điểm rất gọn. Tỷ số được san bằng là 1-1. Còn đây là quả bóng dẫn đến tình huống bị đau của cầu thủ bên phía Thôn Bắc trước đó, nhưng lợi thế vẫn đang được triển khai và nó dẫn đến bàn thắng cho cầu thủ áo đỏ. Người đã sắm vai trò trả lại thứ hai vừa rồi đó là số 9 Văn Vũ. Điều đang nói là cầu thủ Thôn Sen đã mở tỷ số trước, tuy nhiên thì sau đó ở thời điểm mà cuối hiệp 1, cầu thủ Thôn Bắc đã có được lợi thế tấn công. Trong một pha bóng dứt điểm từ xa tuyến hai, mọi thứ trở lại trạng thái cân bằng. Người mở tỷ số trận đấu này cho các cầu thủ Thôn Sen đó là Thanh Sinh mà chèo số 9. Trong đó người sang màn tỷ số là Văn Khánh của các cầu thủ bên phía Thôn Sen. Tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho các cầu thủ Thôn Sen. Một cú đặt lòng từ xa và bóng như găm thẳng vào lưới. Những bàn thắng rất đẹp ở trong ngày hôm nay mà đội bóng mang đến. Các cầu thủ viên của Thôn Sen đã được ăn mừng. Vẫn là sự chủ động vượt lên dành cho các cầu thủ Thôn Sen ở cho cả hai hiệp đấu. Một cú đá đủ độ khó để đánh bại được thủ môn của các cầu thủ Thôn Bắc. Lần này người ghi bàn đó là cầu thủ mang chiếc áo số 10 của ca thủ Thôn Sen, tình huống ghi bàn của Thành Long. Cú đánh đầu, bóng vẫn treo lơ lửng, nguy hiểm quá, dứt điểm, chưa thể ra sân. Đó là một pha bóng mà sự thuận ở trong vòng cấm Thôn Bắc được tạo ra từ chính các cầu thủ Sen. Cú đá không vào. Đó là tình huống dành cho số 10 của cầu thủ Thôn Sen. Thành Nam người đã giúp cho cầu thủ Thôn Sen vượt lên tỷ số 2-1 ở đầu hiệp hai và một không lỗi, và đó là quyền tấn công dành cho các cầu thủ của Thôn Sen. Và trống mở cánh phải, cú đá nguy hiểm, bóng có vẻ vừa chạm vào mép ngoài của cột và bật phá rất mạnh đến từ cú đá của Thanh Huynh. Nhì D và nhất D nhì B. Sau đó thì các trận đấu ở lượt trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra tại sân Trung tâm xã ở hai trận đấu bán kết và trận đấu chung kết vào ngày 13 và ngày 15. Nguy hiểm, chân trái, cầu vào. Cú đá rất đáng tiếc vừa rồi đến từ cầu thủ mang áo số 9 là Thanh Sinh. Pha bóng ở hai lăng cánh phải dây dắt trong một khoảng trống rất lớn. Dành cho ca thủ Thôn Bắc rất nguy hiểm, đã không có tiếng còi nào cất lên trong đó vừa rồi.
đó là tình huống mà trọng tài cho rằng bóng được tranh chấp hợp lệ với cầu thủ phòng ngự bên phía Tôn Bắc. Điều cú dứt lưới là của các cầu thủ Tôn Sen trong tình huống băng xuống của Tôn Bắc. Lùi về khá sâu để tham gia đánh chặn của Văn Sơn. Không lỗi và tiếp tục là phản công nhanh dành cho cầu thủ của Tôn Sen. Đối mặt rồi, tôi rất đáng tiếc. Tốc độ là vấn đề ở trong tình huống vừa rồi. Mặc dù đã có cơ hội để đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng không có cú dứt điểm nào được thực hiện. Quá tiếc dành cho cầu thủ của Tôn Sen. Nếu như bàn thắng vừa rồi được ghi thì đó sẽ là lời chấm hết cho trận cầu này. Quả bóng trước đó đã tạo ra được một cơ hội để tấn công nhanh. Và bật nhà là hơi mạnh thôi rồi. Nhưng vẫn còn rồi cho ca thủ Tôn Bắc Tôn Sen trong tình huống này. Cú đá từ xa. Trung Anh vừa là người tung chân. Tiếp tục là Trung Hạnh. Ca thủ của hai đội bóng đang kéo hẹp đội hình và đá lệch hẳn một cánh. Vẫn còn cơ hội. Cú đá là quá mạnh bây giờ. Bá Sơn có lẽ là người vừa xử lý mà đến sự tiếc nuối cho các cổ động viên của Tô Sen. Giữa thua bóng rất thuận lợi. Cánh phải Văn Sơn. Khoảng trống nhiều cho cầu thủ của Tô Sen. Bước một là vấn đề trong tình huống vừa rồi. Trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu quyết định của ca thủ Tôn Sen và ca thủ Thôn Bắc tại khu vực bảng C của giải bóng đá nam truyền thống xã Văn Trạch mùa xuân 2023. Tỷ số chung cuộc giành chiến thắng 2-1 cho ca thủ Tôn Sen và đủ và quá dư để cho họ tiếp tục đi vào vòng đấu tứ kết mùa giải hôm nay với tư cách là đội bóng nhì bảng C. Và họ sẽ có trận đấu tứ kết vào khung giờ 13 giờ chủ ngày 11 tới đây với trận đấu trước đối thủ của mình. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những lượt trận tiếp theo. Đối thủ của cao thủ xã và thôn Sen là đội bóng nhất ở bảng A và chúng ta sẽ gặp lại họ sau đây vài ngày, hai ngày nữa ở lượt trận tứ kết. Đến đây thì anh Yên cùng anh em của truyền thông Ruby cảm ơn những sự đồng hành và theo dõi của quý vị khán giả.